Kính thưa quý vị, MC Hoài Đức xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Hương vị gia đình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cảm nhận những chia sẻ đến từ những cặp đôi. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta chào đón sự xuất hiện của cặp đôi đầu tiên. Xin chào MC Hoàng Rapper, xin chào các khán giả đang xem chương trình Hương vị gia đình. Mình tên là Nguyễn Đức Toàn, nghệ danh của mình là Kevin Toàn, hiện tại mình đang là một ca sĩ. Yeah. Và đây là vợ mình. Xin chào MC Hoàng Rapper, chào tất cả khán giả của chương trình Hương vị gia đình. Mình tên là Thảo Nguyên với nghệ danh là Vivian Nguyên, hiện tại đang làm nhà sản xuất. Và Kevin và Nguyên đã kết hôn với nhau được 5 năm rồi. Dạ, xin mời anh chị vào vị trí. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cặp đôi thứ hai, xin mời quý vị. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Huệ. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh, còn đây là em trai của mình. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Hoàng Sang ạ. Hôm nay em tham gia cùng với chị họ của mình ạ. Thì em hiện tại đang học cao đẳng văn hóa nghệ thuật ạ. Và em chuyên bên ngành thanh nhạc ạ. Hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ là một kỷ niệm thật đẹp của hai chị em nha. Xin mời cả nhà mình vào vị trí. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần đầu tiên của Hương vị gia đình. Đó chính là câu chuyện tình thân. Sẽ có rất nhiều kỷ niệm dạt dào, chan chứa biết bao nhiêu tình cảm đến từ hai đội ngày hôm nay, là hai cặp đôi vợ chồng và chị em họ. Thì với 5 năm chung sống chung nhà thì món ăn kỷ niệm đối với anh chị là món nào? Nếu mà món ăn kỷ niệm với hai vợ chồng có thể là món bò bít tết. Tại vì cái món đó là ngày đầu tiên khi hai vợ chồng hẹn hò với nhau là cũng đã có ăn. Sau này khi mà kết hôn rồi vẫn duy trì một cái thói quen đó là mỗi tuần sẽ đi ra ngoài ăn với nhau, luôn giữ cho cái ngọn lửa của hôn nhân rất là tốt. Dễ thương. Yeah. Mà hiện tại anh chị có mấy bé rồi ạ? Gia đình em có hai bé gái. Trời, tuyệt vời luôn. Dạ, còn món ăn kỷ niệm của hai chị em họ là gì ạ? Đó là món bún đậu, mắm tôm. Mà hai chị em không ăn được mắm tôm, chỉ ăn bún đậu nước tương thôi. Và đó chính là những món ăn kỷ niệm của cả hai đội ngày hôm nay. Thì không biết từ món ăn đó nó có phát sinh ra được cái tên gọi nào đó thật là dễ thương dành cho đội mình hay không? Với anh Toàn và chị Nguyên thì sẽ chọn tên gọi gì ạ? Bởi vì cái món ăn đó mà hai vợ chồng có hai đứa con gái nên là quyết định là lấy tên của hai đứa con ăn gái để làm tên đội, đó là tên là Ca Kim. Ca Kim ạ? Một bé tên là Ca, một bé tên là Ca và một bé tên là Kim. Nên sẽ đọc là Ca Kim. Dạ, bé Ca và bé Kim. Bé Ca là chị ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, bé Kim là em. Dạ đúng. Đó là tên gọi thân mật ở nhà. Vừa là tên thân mật ở nhà mà vừa là tên thật luôn, hai bé chỉ có một tên thôi. Dễ thương quá. Còn bên mình là Lên Sao Nghệ là đặc sản món lươn ở quê của em ạ. Ở Nghệ An. Hình ảnh sẽ gắn liền với những câu chuyện trong công chuyện ăn uống của anh chị. Thì đội Ca Kim ngay bây giờ sẽ là hình ảnh đầu tiên của anh chị nha. Happy birthday to you. Happy birthday Kevin. Đã, tại Hoàng thấy là trên chính. Đúng rồi. Đây là cái hình ảnh đầu tiên lúc hai vợ chồng chụp với nhau để kỷ niệm vào hồi năm ngoái, là cái Kevin Toàn là chuẩn bị bắt đầu tuyên bố với tất cả mọi người là mình sẽ theo đuổi đam mê của mình, đó là ca hát. Hai vợ chồng là muốn dùng cái tấm hình này để kỷ niệm cho một cái chặng đường mới, cho một cái công việc mới. Trong tất cả công việc, cuộc sống của hai vợ chồng, việc chung hay việc riêng á, thì vợ chồng em rất là tôn trọng nhau và rất là ủng hộ nhau. Vì anh Kevin thật sự là có cái đam mê ca hát từ lâu rồi. Em lâu có biết rồi. Cái đam mê đó từ ngày trẻ. Cuộc sống, mưu sinh, tài chính thì anh ấy tạm gác qua. Khi bây giờ mọi thứ đã ổn định, gia đình thì cũng đã ổn định, con cái cũng ngoan. Thì anh Kevin mới là muốn một lần nữa sống với đam mê của mình mà ngày trước mình chưa có cơ hội để thực hiện được. Và Nguyên là một nhà sản xuất. Dạ đúng. Có rồi. Phải là sản xuất luôn MV cho chồng mình không? Đúng rồi. Anh Hoàng nói chính đúng, xác. Hoàng nói chính xác rồi. Tất cả những cái sản phẩm của công ty và của anh Kevin là em sản xuất. Quá tuyệt vời. Dạ. Chúc cho anh Kevin sẽ cố gắng làm sao lấy đây chính là nền tảng và động lực để mình cũng luôn luôn cố gắng phấn đấu và nỗ lực nha. Cảm ơn Hoàng. Dạ, cảm ơn anh Hoàng. Dạ. Cảm ơn lời chúc của anh. Hình ảnh kỷ niệm của gia đình Lương Xào Nghệ sẽ như thế nào đây? Xin mời. Hai tấm luôn hả? Này để em chia sẻ nha. Hai tấm hình luôn. Em của Huệ là nó ở Bình Phước, còn Huệ là ở Bình Dương. Thì lâu lâu hai chị em mới có dịp để gặp á. Thì đây là kỷ niệm đi cà phê hai chị em lâu ngày để dạng nói chuyện tâm sự. Tâm sự mà tâm sự dạng như là tâm sự mấy mùa á, chưa hết được câu chuyện nữa. Thì qua tới ngày hôm sau thì hai chị em có rủ đi làm đi ăn. Huệ là thích ăn bún mắm, nhưng mà buổi trưa đi kiếm bún mắm vòng vòng kiếm hoài không ra, xong rồi hai chị em lại đi theo Google Maps á, là bị lạc đường các kiểu. Và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của gia đình Ca Kim.
Đây nè, thấy chưa, em đoán chính xác luôn. Ba mẹ đều rất đẹp thì hai thiên thần nhỏ cũng sẽ thừa hưởng được biết bao nhiêu nét đẹp của ba và mẹ. Dạ, bé K là bé Ba ẩm là bé K. Dạ. Mẹ ẩm bé Kim. Dạ đúng rồi. Đây là một cái hình ảnh mới nhất của gia đình K Kim mà đầy đủ bên nội và bên ngoại. Đây là sinh nhật lúc 3 tuổi của bé K và 2 tuổi của bé Kim. Tại vì hai bé thì sanh gần nhau nữa. Dạ. Nên là một cái buổi tiệc sinh nhật chung có đầy đủ bạn bè, dòng họ, ông bà hết. Rồi cùng nhau thổi bánh. Dạ, cảm ơn hai vợ chồng. Và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của hai chị em. Xin mời. Kỷ niệm này là hai chị em cùng tham gia một game show. Mà lúc đó là game show đó là dạng như là tìm tình yêu cho chị. Tìm người yêu cho chị? Dạ. Rồi thành công không em? Sang? Thì lúc đó thì chị cũng có đồng ý tìm hiểu nhưng mà vẫn chưa tiến tới được. Cũng có tìm hiểu nhưng mà dạng như hai người cũng lo công việc á. Nên là cũng như ở mức độ bạn bè thôi. Dạ. Vậy là hiện tại chị vẫn chưa có gia đình luôn? Chưa có gia đình. Lo không em? Lo lắm. Em thì lúc nào cũng động viên chị là kiếm người yêu. Giờ em chỉ lo là công việc cho mình ổn định, xong rồi mình sẽ nghĩ tới cái chuyện đó sau. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh kỷ niệm của K Kim. À, Hoàng đoán đây là Tây Nguyên đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh Hoàng, chính xác ở đây là ở thành phố Kon Tum anh Kevin Kon Tum. Ha. Dạ. Cái đợt này là đợt tụi em đi thiện nguyện vào giữa năm 2023. Lúc này là tụi em cùng kết hợp với chị Siêu Black đi lên trên cái nơi của chị. Chị là ở trung tâm thành phố nhưng mà tụi em làm từ thiện ở một cái làng đi vào sâu một tí. Thì hôm đó là tụi em cùng với những người bạn rất là thân thiết tổ chức một cái buổi ca nhạc từ thiện. Và sau đó là phát quà từ thiện cho bà con ở trong làng. Ngày hôm đó rất là vui tại vì làm chương trình xong thì mọi người ở lại đầy đủ. Mặc dù là nhận quà xong hết rồi nhưng mà không một ai về hết. Yeah. Mọi người ở lại tới cuối, xong rồi mọi người đem rượu cần ra cho uống, rồi cho ăn bắp, cho ăn những cái thức ăn của ở trong làng rất là dễ thương. Rồi sau đó cùng nhau ngồi nói chuyện. Dạ, rất là hoan nghênh những hoạt động rất là ý nghĩa đến từ vợ chồng của đội K Kim. Và bây giờ sẽ là hình ảnh của hai chị em. Trời ơi, thiệt đẹp hết sức. Đây là mình dụ dỗ em trai, tại vì em trai chưa bao giờ có một cái tấm hình vậy như chụp chung mà hoàn chỉnh hết. Em trai không thích chụp hình. Dạ. Dạ, kêu là thôi lấy để là kỷ niệm cho gia đình. Đây là cái tấm hình chụp riêng thôi. Còn một cái tấm hình mà chụp chung với lại gia đình nữa. Tất cả là gia đình nữa. Nhiều lúc á, anh em mình còn trẻ, cứ nghĩ là ở với gia đình nhiều râu riết rồi mình cũng thấy chuyện đó bình thường. Nhưng càng lớn càng trưởng thành, lập nghiệp, rồi có khi phải xa quê hương á, những khoảnh khắc này là những lúc để chúng ta ôn lại kỷ niệm, làm động lực để mình cố gắng phấn đấu để Tết về mình còn về với gia đình nữa chứ. Và đó chính là những hình ảnh kỷ niệm của cả hai đội ngày hôm nay, K Kim và Lương Xào Nghệ. Ngay bây giờ sẽ là phần tiếp theo mà trọng trách sẽ thuộc về những quý ông trong gia đình. Đó chính là chúng ta sẽ cố gắng làm sao tạo ra một món quà bằng ẩm thực để dành tặng cho vợ hay là chị gái. Và nguyên liệu chính ngày hôm nay với chủ đề món ăn từ dưa leo. Dưa leo rất là quen thuộc. Giá cả phải chăng, tốt cho sức khỏe, tốt cho da mà. Anh thích ăn dưa leo không? Có, tại vì mình rất là thích ăn salad thì gần như dưa leo là nguyên liệu chính mà lúc nào cũng sẽ có trong những món salad mình hay ăn. Em rất là thích ăn dưa leo. Đó. Thì trong bữa cơm nhà em cũng vậy, nhất là món nướng. Thường hay gia đình mà nướng thịt thì không bao giờ thiếu dưa leo. Đó, ba em là người rất là thích ăn kiểu rau, các loại rau. Ngày xưa là mẹ hay đi chợ về là mua dưa leo là cứ lấy ăn trước, chấm với muối ăn. Như vậy là hai chàng trai ngày hôm nay đều có rất nhiều kinh nghiệm để tiếp xúc với dưa leo. Thì bây giờ hãy sẵn sàng chờ đón xem với sự sáng tạo của mình dựa trên những nguyên liệu có sẵn. Cái Viên Toàn và bạn Sang sẽ vào bếp như thế nào đây? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với phần tiếp theo được mang tên Quý Ông So Tài. Sau khi biết được chủ đề của món ăn mà chương trình đưa ra, dựa vào nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn tại gian bếp, hai quý ông hãy chế biến món ăn sở trường hoặc là món ăn mà người thân mình yêu thích để xem người còn lại có nhận ra món nào do người thân mình nấu hay không. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là phần tiếp theo, đó chính là Quý Ông So Tài. Chờ đợi xem với bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn của cả hai chàng trai, và bên cạnh đó là pha một chút xíu sáng tạo nữa. Với nguyên liệu ngày hôm nay là món ngon từ dưa leo, hai anh sẽ tạo ra hai món ngon nào để dành tặng cho vợ và cho chị gái mình đây. Và bây giờ xin mời hai chàng trai chuẩn bị sẵn sàng nha. 3, 2, 1, thời gian bắt đầu. Rồi, chúng ta đeo bao tay vào, chuẩn bị các nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính, và nhớ là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Và như Sang và chị Huệ có chia sẻ là hai chị em ở hai vùng khác nhau, nhưng mà vẫn lâu lâu thỉnh thoảng gặp nhau. Thì cái trong cái việc ăn uống á, thì rõ ràng khi đi ăn chung không thể nào gọi một món mà tới hai cái vị lận. Thì thường là ai sẽ ưu tiên cho ai nhiều hơn? Sẽ ưu tiên, chắc là Sang ưu tiên chị nhiều hơn. Dạ. Thì ví dụ như là Sang thì thích ngọt ngọt á, còn chị thì thích mặn. Thì sẽ để làm hai, ví dụ tại vì đa số lại đi ăn nước mắm mà, nên là sẽ hai chén nước mắm khác nhau. Tại vì đa số là đi ăn, rủ nhau đi ăn. Với lại có những cái quán á thì nó pha nấu sẵn rồi mà, nên là ví dụ như theo ý muốn mình, uống mướn của mình á, thì mình xin thêm thôi, nó cũng dễ. Với lại chị trả tiền mà, phải chịu theo chị chứ. Còn với gia đình của chị Nguyên à, tại vì ông xã là sống ở nước ngoài, mình thì ở Việt Nam, thì rõ ràng là hai phong cách ẩm thực hoàn toàn khác luôn. Thì làm sao để giúp cho anh Kevin anh có thể dễ ăn hơn? Dạ, vì hai phong cách hơi khác một tí, nhưng mà may mắn cái là em rất dễ ăn. Em ăn tất cả những cái món Tây, của Nhật, Hàn em đều ăn được hết, tại vì em là người rất là thích ăn và em ăn cũng nhiều, nên em không có bị kén đồ ăn. Thì lúc mà thời gian đầu anh Kevin về Việt Nam á, thì hai vợ chồng hẹn hò thì đa số là em sẽ ăn những cái món Tây. Tây. Dạ, món Tây cùng với anh. Nhưng mà lâu lâu, ví dụ như ăn ba buổi hẹn hò thì sẽ có một hai buổi là ăn món Tây, một buổi là sẽ có ăn món hơi Việt Nam. Dạ. Dạ, như anh Kevin cũng có những cái món Việt Nam rất yêu thích. Ví dụ như mẹ chồng em nấu canh chua rất ngon, tụi em rất thích món đó. Dạ, hoặc là Nguyên quê ở đâu? Dạ, em quê ở miền Tây. Quê em ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dạ. Và như vậy thì cái hương vị, khẩu vị của chị Nguyên chắc là thích ngọt hơn nhiều không? Dạ đúng. Nhưng mà lên trên này đi đi học, ăn uống cùng với bạn bè, đồng nghiệp, bắt đầu em cũng dần thay đổi á. Em có cảm giác là em cũng dần thay đổi. Bây giờ em ăn không còn ngọt nữa. Dạ. Dạ, tức là ăn đỡ gia vị hơn. Nhưng mà món nào cũng ăn được hết. Đó, lát nữa mà nếm món nào mà thấy nó ngọt quá trời ngọt là chắc chắn là vai chồng mình nấu đâu. Dạ, em cũng đoán là vậy. Tại vì anh Kevin biết em ăn uống rất là nhạt á, ít gia vị, nên em nghĩ là anh Kevin cũng sẽ cố gắng làm được như vậy. Dạ. Còn với chị Huệ sao, mà cái gu về khẩu vị của chị Huệ là thích gu nào? Em thì lại thích mặn. Thích mặn. Huệ với lại Sang không thích ăn những món gì? Chắc cả những cái món ăn quá mùi á, giống như là cái món mắm đó, mắm tôm đó, là có các món về mắm. Sang thì nó chỉ không thích ăn mắm tôm thôi, chọn cái món về miền Tây, nhưng cái mắm khác thì nó vẫn ăn được. Ví dụ như mắm đu đủ, mắm cá lóc, mắm cá linh thì sao? Không, bình thường cái đó em ăn được. Còn anh Kevin thì sao ạ? Ngoài nước mắm và các loại mắm khác, anh Kevin có không thích ăn món nào nữa không? Em thấy đa số là anh Kevin cũng sẽ không có khắt khe quá trong ăn uống đâu. Không thích thì sẽ không ăn, hoặc là ăn ít thôi. Ngoài hai cái hương vị mà hơi mắm, hơi hương vị nước mắm và mắm nêm á, thì còn lại anh Kevin ăn được hết. Sầu riêng thì sao? Dạ ăn được nha, rất thích. Tại vì quê mẹ chồng em là ở Bình Dương. Dạ. Sầu riêng, măng cụt rất ngon. Dạ. Mùa nào gia đình em cũng ngập tràn trong mùi vị sầu riêng hết. Tuyệt vời. Dạ. Nhà hàng cũng vậy đó. Nói chung là khu phố nhà hoàng, một nhà ăn là nguyên sớm hưởng hết. Dạ đúng rồi. Thơm phức nguyên làng luôn. Còn chính chị Nguyên thì sao ạ? Chị Nguyên không thích ăn món nào? Em thì chắc có lẽ là em chỉ không thích ăn ví dụ như mắm mà mắm sống thôi. Mắm sống? Dạ, ví dụ như là mắm cá lóc, mắm cá linh. Còn ví dụ như lẩu mắm, mắm chưng thì em lại rất thích ăn. Dạ. Dạ. Chế biến là mình sẽ ăn được. Chế biến thì em sẽ ăn. Rồi bây giờ hai chị em cứ ngồi tâm sự thoải mái nhau. Dạ. Miễn là không có nhìn qua bên kia nha, không có nhìn bài của bạn. Hoàng sẽ qua và thăm hỏi hai chàng trai, hai tráng sĩ khéo tay bên đây như thế nào. Rồi nguyên liệu hôm nay có gì vậy Sang? Có dưa leo, có tỏi, có tôm, có em sẽ có chanh với cà rốt. Rau phộng á, rau thơm nữa hen. Dạ, có rau thơm. Anh Kevin đã tranh thủ thời gian ha, là mình đun sôi nước trước. Bạn Sang cũng tranh thủ thời gian mình làm nóng nước nha, để mình luộc tôm rồi mình nhớ lột vỏ nha, thật là chu đáo. Theo ánh nhìn của Hoàng thì cái cách cầm dao của hai chàng trai đã nói rõ kinh nghiệm và số năm vào bếp của cả hai bạn. Ẩm thực ở mỗi nơi, thậm chí là mỗi châu lục, mỗi quốc gia đều có những cái nét riêng biệt và sự ngon miệng khác nhau. Nhưng mà sau khi về Việt Nam rồi thì anh thấy yêu món Việt Nam nhiều hơn hay là vẫn nhớ món ăn nước ngoài? Thật ra thì mình là người Việt Nam thì mình vẫn thích món Việt Nam hơn, mình vẫn rất là thích bữa cơm gia đình. Dù là hai vợ chồng rất là bận nhưng mà vẫn luôn dành thời gian chạy về nhà để được ăn cơm mẹ nấu. Đúng rồi đó. Kevin cũng rất là may mắn là còn được mẹ có sức khỏe và hàng ngày nấu cơm và đợi con về ăn. Mỗi ngày thì Kevin toàn với vợ là lúc nào cũng nói là ít nhiều gì cũng phải ăn ở nhà một bữa, rồi còn những bữa còn lại thì có thể ăn ở ngoài cũng được, cũng không sao. Tốt.
đó là những nguyên tắc cần thiết để chúng ta giữ được ngọn lửa hạnh phúc gia đình qua những bữa ăn. Nhưng mà nếu mà được thì anh Kevin với lại vợ tranh thủ mình nấu ăn ở bếp nhiều hơn. Chắc là sau chương trình này hai vợ chồng cũng sẽ bàn với nhau là sẽ tự nấu để có thêm kiến thức. Đỡ cực mẹ. Đúng rồi. À, từ trước giờ em vô bếp được mấy lần? Em thì em vô bếp nhiều lần này. À nhiều rồi hả? Dạ. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Em yên tâm đi. Sau chương trình ngày hôm nay mà hình ảnh trời ơi, chàng ca sĩ tương lai điển trai dễ thương hiền lành mà cũng biết vào bếp rồi thân thoát nữa chứ. Đó, chắc chắn là sẽ có nhiều cô gái thần tượng em hâm mộ em lắm nha. Sẵn sàng với phần đếm ngược nào. 3, 2, 1. Hết giờ. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần hương vị tuyệt nhất để cho hai người đẹp còn lại trong gia đình, đó chính là chị Nguyên và chị Huệ, sẽ cùng nhau ngắm nhìn, thưởng thức và dự đoán xem món nào là do ai nấu. Theo chị Nguyên thì món A và món B trình bày ra sao và có tên gọi như thế nào? Sẽ có cái điểm khác nhau. Thứ nhất là em thấy món bên món A là có trang trí thêm cái hoa cắt tỉa ớt, cà rốt và dưa leo thì em thấy là thái mỏng hơn. Còn bên món B á là cà rốt, dưa leo sẽ sắc to hơn một tí. Về cả hai, cái này thì chưa thử nên em không biết, nhưng mà đứng ở đây là cảm giác mùi vị rất là thơm tại vì nó bay thoang thoảng lên đó mọi người. Dạ. Em cảm thấy là cái mùi vị rất là hấp dẫn nha. Dạ vâng. Cảm ơn chị Nguyên. Còn phần nhận xét của Huệ như thế nào về phần trang trí bên ngoài? Bên A thì em thấy trang trí nó sẽ ok hơn, nhìn bắt mắt hơn. Bắt mắt hơn, nhiều chi tiết hơn. Nhiều chi tiết hơn. Em thì em thích màu mè. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức nha. Rồi, đầu tiên là món A. Mời hai người đẹp, món A trước. Đó, ăn nhiệt tình lên nha. Đó, mình có thể dùng dưa leo nè, mình ăn thêm chút đậu phộng và hành phi. Trong cái món gỏi thì em lại thích có một cái vị nó chua chua một chút xíu. Đúng rồi. Nó sẽ ra vị gỏi nhiều hơn. Nó hơi thiếu chua một xíu, với hơi thiếu mặn một xíu. Thiếu mặn. Mà ăn thì ăn vẫn được. Dạ đúng rồi. Hai chị em khá tâm đầu ý hợp ha. Có kinh nghiệm ăn uống và nấu nướng. Đó chính là cảm nhận về món A. Và bây giờ sẽ là món B. Đó chính là món quà mà cả hai chàng trai dành tặng cho vợ cũng như là dành cho tặng cho chị gái. Bên này thì cũng đậm đó, nhưng mà tôm nó đậm thôi. Chứ dưa leo với lại cà rốt nó chưa thấm. Tại vì nó to quá đó. To quá, với lại nó cũng không có vị dạng như là em thích có vị chua chua chút xíu nữa. À, thiếu chua. Còn về em cũng giống chị Hoài tí. Thì bên đây thì sẽ thiên về cái vị hơi thanh hơn một xíu. Thanh hơn. Dạ. Tức là mọi thứ gia vị đều có nhưng mà nó không có quá đậm đà, nó sẽ hơi về cái vị hơi thanh thanh. Nhưng mà tôm thì em thấy ngon. Tôm ngon nha, với lại khéo hơn tí đó làm có chừa lại cái đuôi tôm một xíu thì nó trang trí nhìn nó cũng cái gì nó cũng óng ánh hơn một tí, nhìn cũng xinh. Dạ, dễ thương. Rồi, cảm ơn chị Nguyên. Vừa rồi chính là phần thưởng thức và cảm nhận đưa ra phần nhận xét đến từ Nguyên và Huệ. Và bây giờ chờ đợi xem là kết quả đúng hay sai bằng cách chúng ta trả lời lên bảng trắng. Chúng ta sẽ ghi đáp án A hoặc B, món nào là món do chính chồng mình hoặc là em trai mình nấu. 15 giây suy nghĩ trả lời bắt đầu.
món nào là do chồng mình hay là em trai mình nấu nha. Chế biến ngày hôm nay thì nhanh gọn lẹ đó, nhưng mà đâu mà cái hương vị quen thuộc mà người ấy đã từng nấu cho mình ăn. Thời gian kết thúc. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của cả hai người đẹp. Xin mời câu trả lời. Và như vậy thì Huệ trả lời rằng là món A là món gỏi được sắc nhuyễn hơn, chính là phần nấu của bạn Sang. Và Nguyên thì đoán A, chồng mình, chính là tác giả của món B, là món có phần trình bày dày dặn hơn rất là nhiều. Thật sự là em nhìn vào cái cách trang trí là em cũng đoán được một tí rồi. Rồi vậy? Tại sao? Nó là cái thói quen ạ. Tại vì anh Kevin thì không thích ăn những cái gì mà nhỏ nhỏ, ít ít tí tí, tức là trong ăn uống và trong chế biến thì anh sẽ làm những cái phần nó dày hơn một tí. Dạ, ví dụ như ở đây là dưa leo và cà rốt thì em thấy nó dày hơn bên này. Cái thứ hai là cái phần tôm là đúng giống như thường ngày ở nhà mà anh có lâu lâu anh có nấu cho em á, là vẫn để là cái vỏ đuôi tôm một tí. Nên em dựa vào hai cái chi tiết đó. Cái gia vị là cái quyết định cuối cùng, tại vì anh Kevin biết em ăn rất là thanh. Và nó không có cay nhiều, tại vì em cũng không thích ăn cay nhiều. Nên em thấy nó thanh thanh và em biết chắc chắn đó là anh Kevin làm. Hợp lý quá chừng luôn. Còn với món còn lại, món A, vì sao mà bạn dự đoán đây là món mà em trai mình nấu? Em là thích cái gì nó nhỏ nhỏ, dễ, như là em ở nhà làm gỏi á. Thì bào sợi đó. Bào sợi, bào mỏng. Em là thích đậm đà, mà chỉ có thiếu thêm một ít chanh nữa là ok, là hoàn hảo rồi. Vậy là em trai là biết là chị thích ăn mặn, nhưng mà không biết là với mỗi món ăn cũng phải có cái đặc trưng, như là gỏi phải chua nhẹ tí. Xin mời hai anh quay lại với người thân của mình. Nấu nướng nãy giờ chắc cũng cực khổ rồi. Vợ mình, chị gái mình cũng đã đưa ra đáp án, và cả hai đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Kevin hơi bị bất ngờ luôn, không ngờ là bình thường mỗi ngày mình nấu ăn mà vợ mình lại để ý chi tiết như vậy. Từ những cái cách mà mình bày trí, hay là từ những cái sở thích của Kevin toàn là thích ăn những cái gì đó nó phải dày, nó phải to. Dạ, tuyệt vời. Chị gái thấy tự hào gì em trai món quà ngày hôm nay tặng cho chị không? Hồi trước cũng có hay nói là để mai mốt em nấu cho chị ăn, nhưng mà chưa có dịp nào để nấu để được ăn á. Nên là không ngờ em lại hiểu ý chị cũng vậy. Quay qua khen em động viên vài câu nào. Nói chung là cũng cảm ơn em đã dành hết về món ăn cho chị ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho hai gia đình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, như vậy là tuần này chúng tôi đã tìm ra được tới hai đội cùng chiến thắng. Ngay sau đây sẽ là phần thưởng dành cho mỗi đội, chính là giá trị tiền thưởng 5 triệu đồng cùng với phiếu mua hàng và vali balo túi sách cao cấp trị giá 2 triệu đồng. Xin được chúc mừng hai gia đình ạ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Hương vị gia đình được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Trường Thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đối với người nhà nghe, thì Vương Võ có cách nào để mình kiểm soát lại cái cảm xúc của mình không? Dạ có chứ. Lúc nhỏ thì mình hơi nóng, bây giờ mình càng lớn tuổi thì mình sẽ có một cái trầm lặng lại, và mình bớt cái nóng lại và mình kiềm chế lại.